trình phát thanh Măng Non, nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều. Chương trình phát thanh Măng Non, nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều. Chào các bạn, mình là Quỳnh Như và mình là Thiên Phú. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình phát thanh Măng Non. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau dành những lời yêu thương nhất đến các dì, các mẹ và các bà nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Và hôm nay Thiên Phú mời các bạn cùng đến với chương trình phát thanh Măng Non tháng 11 với chủ đề nhớ ơn thầy cô. Tiếp theo là chuyên mục bạn có biết. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chương trình thôi. Ngày 20 tháng 11 sớm đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm ngày giáo truyền thống của Việt Nam. Điều này vô cùng phù hợp với một dân tộc hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo của Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 chính là dịp để thế hệ học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo của mình. Dù đang ngồi hay rời xa ghế nhà trường, cứ đến ngày 20 tháng 11, mọi người đều hướng đến thầy cô giáo, gửi những lời chúc, những món quà tốt đẹp đến thầy cô. Các bạn có biết không, thời gian cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ. Cuộc sống có biết bao thay đổi, nhưng làm sao có thể phai mờ đi tình cảm của thầy, của người cô dành cho học sinh thân yêu. Sự hy sinh, sự tận tụy và tấm lòng bao dung, đôi khi có cả những giọt nước mắt âm thầm phía sau hình ảnh người thầy cứng rắn, nghiêm khắc để rèn luyện chúng ta nên người. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày mà thầy cô rất vui và hạnh phúc vì học trò của mình chăm ngoan, học giỏi, là những điều làm cho thầy cô rất tự hào. Những giờ học tốt, những bông hoa điểm 10 đỏ tươi trên từng trang vở, đó chính là tấm lòng của học sinh kính dâng lên các thầy cô, những người đã chắp cánh ước mơ cho chúng mình bay cao, bay xa. Văn hóa thiếu nhi đã tổ chức rất nhiều các lớp học để thiếu nhi chúng mình có thể tham gia học tập và sinh hoạt, có đúng không? Đúng rồi đó Quỳnh Như. Khi đến với nhà văn hóa thiếu nhi, các bạn có thể tha hồ lựa chọn những lớp học. Lớp học nào cũng có thế mạnh riêng, môn nào cũng rất hay và bổ ích. Các lớp học tại nhà văn hóa thiếu nhi bao gồm lớp học về nghệ thuật, lớp học về thể dục thể thao và cả lớp học về văn hóa nữa đó. Wow, nghe thú vị thật ha Thiên Phú. Vậy bạn có thể nào nói cho mình và các bạn cùng biết về cái lớp học tại nhà văn hóa thiếu nhi không? Được chứ Quỳnh Như. Về nghệ thuật, các bạn có thể tham gia các lớp vẽ, lớp ca thiếu nhi, các lớp nhạc cụ như học gian, guitar, piano, đàn tranh. Và nếu các bạn thuộc về trong giải tiết, luôn luôn khi tiếp xúc và nói chuyện với mọi người, thì mình mời các bạn cùng đến với hai lớp học. Đó là lớp MCD, tức là lớp người dẫn chương trình, và lớp người mẫu nhí. Các bạn sẽ được làm quen, giao tiếp với mọi người, tự tin thể hiện cá tính và phong cách riêng của mình nữa đó. Các bạn ơi, nếu bạn muốn có cơ thể khỏe mạnh thì các lớp thể dục, thể thao cũng rất tuyệt vời. Bạn có thể tham gia các lớp võ thuật như Taekwondo, Karate Do, Popi Nam và Thiếu Lâm, lớp Aerobic, thể dục hiện đại. Ngoài ra còn có các lớp khác như là cờ vua, bóng bàn, bóng đá, bóng rổ. Ngoài những lớp năng khiếu kể trên thì nhà văn hóa thiếu nhi khai giảng thêm một số lớp học rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi như lớp rèn kỹ năng cho bé vào lớp 1, lớp múa thiếu nhi và lớp dân ca vọng cổ nhí nữa đó các bạn. Đến tham gia lớp ca thiếu nhi, các bạn sẽ được giáo viên hướng dẫn tận tình, giúp các bạn hát tròn vành rõ chữ những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng. Giáo viên hướng dẫn nhẹ nhàng, gần gũi, giúp các em có thể tự tin đứng trên sân khấu. Con thấy cô đang thương, dạy rất là nhiệt tình và dễ thương.
luyện học tập, rèn luyện kỹ năng ca hát. Các bạn đến với nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều để học có học hát này nhé. Vậy các bạn muốn tham gia thì phải làm thế nào? Các bạn hãy đến đăng ký tại bộ phận giáo vụ nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều nhé. Số điện thoại liên hệ là 02923813450. Quỳnh Như và Tiền Phú chúc các bạn học tập tốt và đạt điểm cao trong học tập. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin sau. Còn bây giờ, đội tuyên truyền măng non và văn hóa thiếu nhi của Ninh Kiều của chúng mình sẽ kết thúc chương trình tại đây. Tiền Phú và Quỳnh Như tạm biệt các bạn. Phấn đấu xây dựng hòa bình, tự hào đời ta, đời thiên.